chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô mò nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô mò nào. Trước khi đi tô mò, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tour mò nào. Bây giờ mình sẽ đi tour mò nhé các bạn. Thì ra đâu? Đây, về đây. Mày có bao mẹ nó khác biệt này. Ôi đi 4 lít rồi, đi mẹ nó cho bị 4 lít mở lít đà. Ta còn bán một chỗ kìa, có bán vai trưởng. Cái gì mẹ, bắn xúc xà làm chi. Ây ha, cà. Đi con mẹ mẹ. Đi Bướng nè. Nè, tôi là bà đi. Hai chín mươi trăm này. Chính phủ mày thích chính em đây. Chính đây. Đây. Vậy. Sao? Chính cái chính gần kim này nghe được sao? Chính có cái đấy mà nút bắn mà. Ờ, chính cái bắn này này thì sao cấm cấm chỉ khai. Rồi. Dễ như cơm nè. Phun đào. Cái thế. Đi biết mì hôn thế. Cái thằng kia đâu rồi? Như vậy bây giờ mình đứng trong đoạn này cho mẹ nó vào. Cô chơi cho bà bàn này. Như vậy. Chơi chơi. Phun đào. Đây, anh hai mẹ. Đủ mẹ vô này vẫn thiếu mẹ. Mẹ kết mẹ chú cơm mò. Thư gà. Nghĩa nó cầm một cái. Nghĩa nó cầm một cái. Nghĩa nó nhau cả. Anh nhau không giúp dạy. Có nhé, chơi đấy anh kêu dạy. Chơi game. Chơi game anh trên trẻ. Ờ, đây anh Kim biết là chơi được. Đang xem đây. Nhớ xem gái. Anh Kim đang tự diện. Đời hai cái. Anh Kim Nam đây. Đây rồi vào đây. Địt mẹ đợi hơi lâu cháu á. Mình em lúc bắn u đeo cho đi bắn to thì sao nó hiện ra như thế này mà không bật lên? Đây. Ôi cái nào được như thế này? Đây. Đọc chi? Mẹ đây chỉnh nước nhảy à? Chỉnh không, nước nhảy mình thế đấy.
Yeah, rồi cứ cho chị tiếp chị đây. Có muốn bắn mà nhớ được hết chứ ngọt đúng không? Con gái thì giống chết rồi. Thì thằng gái bị cấm mắt nha, nhìn thế. Có súng đi chuyện xệ để khoe cho nó mới thích. Có cái đỉ nhỏ, có phải đặt tiền giáo đồ và xúc xỉ. Vậy là tôi mở xong nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô mò nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô mò nào. Trước khi đi tô mò, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tour mò nào. Em Lan ơi, đại ca chơi bước phà không? Bịp cái gì đây? Rồi. Anh vừa mới chỉnh lại. Bịp nhấn cái gì đây? Ai? Bịp. Bịp ấy. Bịp. Thằng. Thằng bịp. Bịp, cứ phải bịp. Cái dấu nặng ở dưới đây mình tiếp vào cái lạn bịp và nòi bịp nó mới đảo cái lạn này bịp đấy thằng ấy thằng chân mới cho anh đây à biết cái gì này cái gì hết cho thằng ấy chơi tài xỉu, thằng ấy chơi tài xỉu á, thằng ấy đó, thằng bì ơi. Không biết cái gì mà cái chụp ai này, kệ nó thôi. Ừ, cái chụp ai? Chấm con. Chấm con. Headshot. Nhanh gì mà ra để. Headshot ấy, bao nhiêu màu đỏ không kia đấy. Mà ra xem này. Ơ. Rồi. Đâu? Đây. Đây thẳng thẳng như thế này nghe là cái này. Đây đây, để đây đây đây. Cái này thì từ đó có rồi. Kệ nó thì nó thì. Anh mơ mê có sức cười. Đi đi con mẹ mày bắt này. Nào nào mình qua đây. Ôi giáo chi, tôi giáo chi. Vãi cái người. Nghe tin. Nghe tin nhắn đi. Rồi, có đứa đại chi vơi và xem xử. Đâu ai? Đây. Anh gái. Mẹ cái trường cơ mà trên ta. Cô đi ăn thằng nào xèm ta đấy hai mắt. Ai đang xèm đi đây. Mình vẫn nhắn đi luôn. Thôi. Hello. Hello, hello. Thầy bịt mình nhắn tiếp nhau. Nhưng bịt là ông nào đi. Mình sẽ đi vào trên tôi mỏ như vậy.
Vậy cái mẹ quả mới xong mấy cả đã xong rồi. Vậy tôi mong